Thông xoáy ca là một hiện tượng mạng nổi tiếng trên TikTok với câu nói: "Đứng ra khác ngại tán em, tại ngán anh." Các clip của nhân vật này nhận về lượt xem và tương tác khổng lồ. 15K. Tuy nhiên, các clip của Thông Xoáy Ca bị nhiều người xếp vào hàng nội dung rác, có phần nhảm nhí. Cũng bởi thế, việc Thông Xoáy Ca lên sân khấu trình diễn như một ngôi sao đã khiến nhiều người bức xúc. Đây là những hiện tượng hết sức đáng lên án, vì chúng ta luôn luôn mong muốn rằng là nghệ thuật ấy đem lại những cái giá trị tốt đẹp cho xã hội, giúp định hướng những cái thị hiếu, đạo đức, lối sống và những cái vấn đề liên quan đến chân thiện mỹ. Những cái hiện tượng phản văn hóa này là một cái dấu hiệu báo động, chúng ta cần phải vô cùng cảnh giác vì nó đi ngược lại những cái gì mà chúng ta đề cao. Chiếc Thông Xoáy Ca từng có lệ rơi, Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền là những hiện tượng nổi tiếng với những trò nhảm trên mạng, nhưng lại được coi như thần tượng của một bộ phận thanh thiếu niên. Đằng sau những nhân vật này là tính toán của cả một ekip. Theo đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, khi cộng đồng mạng còn hiếu kỳ thì sẽ còn các hiện tượng mạng được xây lên. Vâng, thưa quý vị, theo báo cáo của Nikkei Asia hồi tháng 8 năm ngoái, thì TikTok đã vượt qua Facebook để trở thành ứng dụng phổ biến nhất thế giới. Mong muốn thu lợi nhuận và được nổi tiếng trên TikTok đang trở thành cơn sốt trong giới trẻ. Tuy nhiên thì không phải nhà sáng tạo nội dung nào cũng gây dựng kênh bằng những kiến thức hữu ích. Thay vào đó thì một bộ phận đã đốt cháy giai đoạn bằng những nội dung bẩn. Có thể thấy là công thức chung để câu view đó là ăn mặc thiếu vải, phát ngôn gây sốc hay là hành vi gây kích động, vân vân. Đây thực sự là những nội dung lệch chuẩn văn hóa rất đáng báo động. Không khó để bắt gặp những video các cô gái ăn mặc thiếu vải, hành động khiêu gợi xuất hiện trên nền tảng TikTok. Thậm chí, nhiều kênh còn dẫn link tài khoản Zalo chứa nội dung 18 cộng có thu phí, như một kênh trung gian cho các hoạt động mại dâm đồi trụy. Những video phản cảm khiến không ít bạn trẻ cảm thấy nóng mặt và khó chịu mỗi khi xem phải. Khi mà bất chợt gặp một cái nội dung phản cảm hay khiêu dâm ở trên TikTok ấy, thì mình sẽ ngay lập tức báo cáo cái video đấy. Và đặc biệt là mình cũng click vào cái trang đấy để mình xem là cái trang đấy nó có sản xuất toàn là những cái nội dung khiêu dâm đấy không. Thì mình sẽ báo cáo luôn cả cái kênh đấy. Và thậm chí là mình còn block, tức là chặn để mình sẽ không bao giờ thấy những cái nội dung đó trên TikTok của mình nữa. Mình sẽ thấy là những cái nội dung như thế nó sẽ có lượt xem cao hơn hẳn những cái nội dung bình thường khác. Bởi vì là các bạn ấy tiếp cận TikTok đa phần là với tính chất là giải trí, nó sẽ kích thích được trí tò mò của các bạn ấy. Dù chỉ là những nội dung mang tính giải trí, nhưng những video này lại có thể ảnh hưởng tới nhận thức của giới trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Khi mà các bạn xem những cái hoạt động đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc rằng là các bạn sẽ không hiểu thế nào là chuẩn mực. Và các bạn ý sẽ không biết là thế nào là đúng, thế nào là sai. Và đôi khi các bạn còn giấu giếm đối với cả người lớn. Cái luồng suy nghĩ tiêu cực đấy nó liên tục diễn ra trong đầu các bạn ý và diễn ra hàng ngày. Thì đến một ngày nào đó có thể nó sẽ biến thành hành động. Thực sự đấy là một cái điều mà mình thấy là rất là nguy hiểm trong cái giai đoạn này. Theo anh Trần Mạnh Duy, một người có kinh nghiệm xây kênh cho nhiều người dùng trên TikTok, trung bình một kênh muốn đạt được 1 triệu view cũng phải mất đến 1 năm để gây dựng. Nhưng nhiều người chấp nhận làm nội dung bẩn để đẩy nhanh quá trình đó chỉ trong 3 tháng, thậm chí là vài ngày. Khi mà mình mà không có cái gì đặc biệt, khi mà mình không có cái gì tài năng ấy, thì mình sẽ muốn dùng chiêu trò để mình lên được xu hướng. Chắc hôm đấy là không có ai cả, không view, đăng lên một cái, nói con tay bẩn một tí, trời ơi, lên 1 triệu view, 2 triệu view, 5 triệu view. Cái đấy là cái cảm giác mà họ được nổi tiếng và họ tham gia vào trong cái mạng xã hội này rất là nhiều. Các bạn ấy thậm chí là không biết làm cái gì cả sau khi mà được một cái video là content bẩn như vậy. Các bạn làm content sạch, không ai xem, các bạn lại phải tiếp tục làm content bẩn. Và cứ như thế nó kéo dài ra một cái chuỗi, nhưng mà cái đấy hoàn toàn không bền. Chưa cần biết có bền hay không, không ít bạn trẻ vẫn bất chấp tạo ra nội dung gây sốc để câu view trên mạng. Theo báo cáo thực thi tiêu chuẩn cộng đồng được TikTok công bố vào tháng 4 năm nay, trong quý 4 năm 2021, có gần 90 triệu video đã bị gỡ bỏ, trong đó thì gần 50% video vi phạm về sự an toàn của trẻ vị thành niên. Tiếp đến là các nội dung hoạt động bất hợp pháp và hình ảnh khỏa thân liên quan đến tình dục. Vâng, và cũng từ những chiêu trò ấy mà nhiều nhân vật nổi lên từ mạng xã hội được dân tình săn đón và sau đó thì liên tục xuất hiện như là một ngôi sao.
Như vừa qua thì cộng đồng mạng bất ngờ khi thấy một nam TikToker mới nổi đi diễn ở một sự kiện xuất hiện trên poster chính thức như là một ngôi sao đình đám. Nhiều khán giả thì đã tỏ ra bất bình trước sự việc trên. Vâng, tuy vẫn còn nhiều bất cập nhưng chúng ta không thể phủ nhận TikTok thu hút đông đảo người dùng cũng bởi những giá trị tích cực mà nền tảng mạng xã hội này mang lại. Nhiều thông điệp tốt đẹp về con người, cuộc sống, gia đình được lan tỏa. Những nội dung sạch vẫn sẽ có được những chỗ đứng vững chắc và nhận được lòng tin của khán giả, dù là có thể là mất thời gian hơn một chút. Em chào. Chào. Em chào. Tối anh có món gì đấy? Tối anh em được nha. Những video thể hiện tình cảm gia đình của kênh TikTok Chồng Ngoan nhận được không ít sự ngưỡng mộ của khán giả. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh năm ngoái ấy, thì tôi làm việc tại nhà, còn vợ tôi thì đang trong giai đoạn nghỉ sinh, nên là cũng nghĩ là làm một cái gì đấy để gọi có cái kỷ niệm của cái thời gian đấy. Những cái nhà mình quay ấy, nó cũng là cuộc sống hàng ngày thôi mà, ăn cơm rồi đi chơi, đi chợ các thứ. Mình muốn làm cái nội dung content mà chia sẻ cái lan tỏa cái cuộc sống hạnh phúc gia đình sau hôn nhân ấy. Chỉ với những thiết bị đơn giản, đôi vợ chồng trẻ Thùng Long Family đã tự xây dựng kênh TikTok có 1,7 triệu người theo dõi và được coi là cặp vợ chồng trẻ có cuộc sống hài hước nổi đình đám trên mạng xã hội. Mình cần phải chăm chỉ nhiều hơn để làm sao mình có thể đáp ứng được cái thị hiếu của khán giả. Mình cần phải đặt sự quan tâm và chỉnh chu của mình nhiều hơn. Đấy là mình tự kiểm duyệt chính nội dung của bản thân mình để xem nó đã phù hợp với cái tiêu chuẩn đạo đức do chính bản thân mình đặt ra hay chưa. Tiếp theo là nó đã phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của đại đa số công chúng hay chưa. Tiền quý của chồng này, hay là cãi nhau, vợ chồng cãi nhau, nhưng mà bọn mình sẽ đưa cái vấn đề đấy lên TikTok theo một cái góc nhìn nó vui vẻ hơn, để khán giả họ thấy à, cái vấn đề này nó có trong gia đình mình, tuy nhiên họ đón nhận một cách tích cực. Nếu như nhá, một bạn mà làm TikTok, các bạn ấy thực sự là tập trung và các bạn ấy đầu tư chỉnh chu, thì mình nghĩ là cái nguồn thu nhập nó rất là xứng đáng và rất là tốt, thực sự là tốt, nếu như mọi người là thực sự coi đó là một cái nghề. Tận dụng lợi thế của bản thân để làm nội dung sạch hay dùng chiêu trò để sớm trở thành hiện tượng rồi vụt tắt. Mỗi TikToker phải lựa chọn thật sáng suốt để tránh nhận về những trái đắng. Chia sẻ với phóng viên của Chuyển động 24 giờ thì đại diện TikTok cho biết trong vài tháng tới thì đơn vị này sẽ giới hạn khả năng nhận tin nhắn trực tiếp của các tài khoản từ 16 đến 17 tuổi và cập nhật thêm tính năng chọn lọc đối tượng xem video trước khi đăng tải. Bên cạnh đó thì ứng dụng này cũng sẽ tự động tắt thông báo vào lúc 9 giờ tối đối với các tài khoản người dùng trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi và 10 giờ tối đối với độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi. Đây được coi là những giải pháp nhằm tăng cường sự bảo vệ đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời giúp thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về các tùy chọn chia sẻ có sẵn của ứng dụng này. Ăn mặc hở hang, 15K, thông hát, phát ngôn gây sốc, xúi dục làm bệnh. Rất nhiều nội dung xấu độc, đáng báo động đang xuất hiện tràn lan trên TikTok. Trước hôm đấy là không có ai cả, không view. Đăng lên một cái, nói con tay bẩn một view. Trời ơi, lên 1 triệu view, 2 triệu view, 5 triệu view. Để rồi những hiện tượng mạng trời ơi đất hỡi bỗng trở thành idol. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.